Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023. Kính thưa quý vị, hôm qua, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Buổi làm việc có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, sau 3 năm triển khai hai nghị quyết của Quốc hội liên quan đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Ngoài ảnh hưởng do dịch Covid-19, thành phố còn gặp tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật. Cơ sở vật chất của nhiều trường ở các địa phương vùng ven còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ đúng tiến độ. Để việc đổi mới chương trình sách giáo khoa được thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, thành phố đề xuất cần có thêm các chính sách ưu đãi, cụ thể liên quan đất đai, thủ tục hành chính để huy động thêm nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, phát triển thêm mạng lưới trường học, xây dựng cơ chế chính sách cho giáo viên dạy 2 buổi mỗi ngày, cần có cơ chế tài chính riêng cho công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Qua thực tế giám sát, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, kịp thời, tạo hành lang pháp lý cho các trường học triển khai một cách bài bản, hệ thống. Tuy nhiên, thực tế triển khai còn nhiều bất cập như công tác đấu thầu tập trung mua sắm trang thiết bị, giáo viên còn thiếu về số lượng và chưa đồng bộ về cơ cấu. Một số cơ sở lúng túng trong bố trí giáo viên dạy môn tích hợp. Riêng đối với việc lựa chọn sách giáo khoa, hoạt động nghiên cứu và lựa chọn diễn ra trong thời gian gấp rút, số bản mẫu nhiều, thực hiện trong năm học khiến giáo viên gặp khó khăn, ảnh hưởng độ chuẩn xác của kết quả lựa chọn. Báo cáo cho thấy thành phố có quan tâm chỉ đạo và đến nay đã đưa vào sử dụng tài liệu giáo dục địa phương ở cấp tiểu học và lớp 6, tài liệu lớp 7 và lớp 10 thì hiện nay đang chờ Bộ phê duyệt. Tuy nhiên, việc biên soạn và in ấn tài liệu giáo dục địa phương triển khai chậm và ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Các cơ sở hiện nay đang sử dụng bản điện tử như là báo cáo đã thể hiện. Liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho rằng quy định phải đưa ra danh mục lựa chọn sách giáo khoa trước 5 tháng so với ngày khai giảng, tức đầu tháng 4 phải có danh mục sách giáo khoa đang tạo áp lực lớn cho cơ sở phổ thông. Cái nghĩa vụ Bộ Giáo dục Đào tạo là điều chỉnh xem xét cái thời gian mà công bố của thành phố á, là trước cái ngày khai giảng chừng 3 tháng là cũng đủ cho các nhà xuất bản in ấn phục vụ cho cái nhu cầu của các trường học. Chứ hiện nay là yêu cầu trước 5 tháng, tức là đầu tháng 4 là chúng ta phải có danh mục lựa chọn sách giáo khoa thì rất là áp lực. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng cho biết, thành phố không có kinh phí dành riêng cho mua sắm trang thiết bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thay vào đó, thành phố thực hiện rà soát thiết bị dạy học hiện có, từ đó thực hiện mua sắm bổ sung từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị, kết hợp bổ sung từ ngân sách. Đối với việc phân bổ giáo viên, Thành phố Hồ Chí Minh được giao hơn 11.000 biên chế viên chức giáo dục, nhưng hiện nay chưa tuyển dụng đủ. Nếu căn cứ theo quy định biên giáo viên trên mỗi lớp, thì thành phố cần bố trí 15.000 giáo viên. Trước hàng loạt khó khăn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dân số hơn 10 triệu người, chưa tính bộ phận dân cư vãng lai nên việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và y tế gặp nhiều khó khăn. Nếu chúng ta tính ở trên hộ khẩu thường trú thì thường rất ít, nhưng đối tượng người dân phải phục vụ thường rất nhiều, có thể thậm chí có những lúc lên gấp đôi so với số hộ khẩu. Nhưng bây giờ tất cả các cái chỉ tiêu mà Trung ương tính toán để đảm bảo cho việc hoạt động vận hành thì đều lấy dựa trên nền tảng hộ khẩu. Thì như vậy rất là không ổn. Khi thành phố có một cái quy hoạch về phát triển giáo dục của thành phố thì chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch kinh tế xã hội của thành phố. Chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch chung của thành phố. Từ đây là bố trí lại cái bố trí đất đai, bố trí các cái nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất và cũng như là bố trí nguồn lực để đào tạo cái nguồn nhân lực của giáo dục. Chắc trong quý 2 thì chúng tôi có thể thông qua được cái chiến lược phát triển giáo dục của thành phố. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định, Thành phố Hồ Chí Minh mang sứ mệnh dẫn dắt cho cả vùng, áp lực là rất lớn. thành phố muốn hoàn thành mục tiêu đề ra thì cần vượt qua nhiều thử thách và có kế hoạch cho phát triển dài hạn. Tôi đề nghị thứ nhất là xem xét có thể giao cho thành phố chủ động để có thể quyết những cái chính sách như anh Độ nói, có một số chính sách có thể giao cho thành phố thử, thí điểm, rồi rút kinh nghiệm, ban hành số chính. Mà cái này phải được bộ cái hoạch rồi là Bộ Giáo dục, một số bộ có liên quan các anh chị ủng hộ. Thử đi, bây giờ đang vướng mắc khó khăn thì chúng ta cứ làm, rút kinh nghiệm. Mà nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cho phép được làm cái thí điểm. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị cũng cho phép là những cái việc gì mà pháp luật hiện nay nó không còn phù hợp, hoặc là yêu cầu bức xúc của xã hội đang đòi hỏi mà chúng ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta được cấp thẩm quyền cho, mà thẩm quyền đây là phải thẩm quyền bằng pháp luật, ủy quyền bằng cơ chế pháp luật chứ không phải ủy quyền chung chung. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và đoàn giám sát nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc. Các ý kiến nêu hết sức thẳng thắn về thực trạng, yêu cầu cụ thể về giải pháp, có những vấn đề cấp bách cần mạnh dạn thực hiện ngay. Ta phải tiếp tục nâng cao cái cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, rồi cái tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các cái cơ sở giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng là tinh gọn, hiện đại mà minh bạch. Và tôi thấy là nên mạnh dạn giao quyền tự chủ cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị định 60, Nghị định 32 của Chính phủ. Tới đây thì đề nghị Ủy ban dân thành phố có cơ chế làm sao xã hội hóa, thu hút nhiều nhà đầu tư để đầu tư các cái trường là ngoài công lập. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện báo cáo bổ sung gửi đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Các kiến nghị của thành phố sẽ được đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ, phân tích, đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi đến Chính phủ, các bộ ngành liên quan. Kính thưa quý vị, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp thu đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, giữ nguyên tên gọi của dự án luật là Luật Hợp tác xã sửa đổi, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung tại các điều khoản của dự án luật và thiết kế lại bố cục, kết cấu của dự thảo luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tên gọi của dự án luật. Hiện nay, dự thảo luật gồm 12 chương, 113 điều. Cho ý kiến về dự thảo luật, các đại biểu nhấn mạnh với tinh thần đổi mới toàn diện, tháo gỡ tối đa các rào cản, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền tự chủ, phát huy các giá trị của mô hình hợp tác xã. Kiến nghị bổ sung vào Luật Hợp tác xã sửa đổi, cái nội dung là cho phép dùng quỹ chung không chia vào việc tăng vốn điều lệ và đề nghị là quy định là ghi tăng vốn điều lệ phải đảm bảo phần tăng này không phải là sở hữu của thành viên góp vốn mà được ghi nhận là có nguồn gốc từ quỹ chung không chia. Do đó cũng không được rút vốn bất cứ hình thức nào. Đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận nội dung liên quan đến chính sách để phát triển hợp tác xã, mong muốn xác định rõ nội hàm lực lượng chuyên trách gồm những lực lượng nào để có chính sách trang bị cho phù hợp, tránh chung chung, dàn trải, gây lãng phí. Ban soạn thảo cũng nên quy định lại trong luật là tổ hợp tác là tổ chức có tư cách pháp nhân, vì trong luật đối tượng áp dụng thì đã có bao gồm là tổ hợp tác rồi, cho nên phần này thì cũng nên có cái đảm bảo cái quyền cho tổ hợp tác hoạt động. Trình độ của đa số cái hợp tác xã trong cái vấn đề này còn rất là thấp. Mà khi mà chúng ta đưa vào luật cái này thì từ chính phủ đến hội đồng nhân dân các cấp, người ta cụ thể hóa trong hàng năm hoặc trong từng giai đoạn có lộ trình đào tạo bao nhiêu hợp tác xã, liên minh hợp tác xã như vậy thì có thể mà tiến tới một cái xu hướng hợp tác xã khoa học công nghệ rồi chuỗi giá trị thì mới được. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định để thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách tại Nghị quyết số 20. Một số việc lớn, phù hợp, có tính chất cụ thể, có thể nghiên cứu, luật hóa ngay. Các quy định về tiếp cận thị trường tín dụng, các chính sách ưu đãi về thuế, phí. Thưa quý vị, thời gian qua, khủng hoảng trong ngành đăng kiểm lan rộng đã khiến cho các doanh nghiệp vận tải như ngồi trên đống lửa. Phương tiện đến hạn nhưng chưa thể được đăng kiểm, khiến công việc đình trệ, còn người lao động đứng trước nguy cơ phải nghỉ việc. Ghi nhận của phóng viên HTV. Giá nhiên liệu ổn định, tưởng chừng giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Thế nhưng doanh nghiệp vận tải taxi này vẫn phải lo lắng với hơn 50% số xe của hãng sắp hết hạn đăng kiểm. Đi lấy phiếu này, cho xe đi đăng kiểm này, mà rất mất nhiều thời gian, có thể là 15 ngày cho đến 1 tháng. Mà bây giờ doanh nghiệp chúng tôi 80 xe mà đi vào đúng vào cái thời điểm này đăng kiểm như này thì nó mất quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến doanh thu nhập cho người lái xe cũng như doanh nghiệp chúng tôi. Thậm chí nhiều doanh nghiệp phải đăng kiểm ở các tỉnh lân cận nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng quá tải. Đi các tỉnh xa thì nó cũng rất đông như thế này. Vì nó tình trạng nó chung cả mà, tất cả ở đâu nó cũng như thế. Chứ không phải là các tỉnh thì bây giờ nhiều người ta cứ nghĩ là Hà Nội nó đông nhưng mà đi tận Hải Dương người ta cũng thế. Chứ không phải là chung cái khu vực Hà Nội này. Hoạt động vận tải có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là khi các doanh nghiệp vận tải là cầu nối sản xuất kinh doanh với người tiêu dùng. Tình trạng quá tải, thiếu đăng kiểm viên rất cần những giải pháp cấp bách. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 02/2023 cho phép miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới sản xuất và tăng thêm chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe cơ giới. Ghi nhận sau một tuần, thông tư 02 được áp dụng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm. Các công đoạn kiểm định diễn ra nhanh hơn, thuận lợi hơn trước. Chưa thể ngay lập tức giải quyết ùn tắc vì xe đến hạn đăng kiểm vẫn còn cao, nhưng các trung tâm đăng kiểm đã rất cố gắng triển khai mới cách làm này. Đầu giờ sáng, trung tâm đăng kiểm 2903V rất đông chủ phương tiện đến lấy phiếu hẹn đăng kiểm. 150 phiếu được phát ra mỗi ngày để đảm bảo đủ cho 2 dây chuyền hoạt động. Số phiếu này chỉ phát cho chủ phương tiện sát ngày hết hạn đăng kiểm. Còn tại nơi tiếp nhận hồ sơ kiểm định, có chủ xe chỉ cần đưa phiếu hẹn lịch đặt từ trước cùng các giấy tờ, đăng ký xe, bản cà số khung, số máy của phương tiện để nhân viên làm hồ sơ phương tiện, sau đó nhận giấy chứng nhận và tem kiểm định ra về. Khung giờ rõ ràng thì nói chung là thấy là cũng thoải mái, thì mình không cần phải xếp hàng chen lấn gì cả. Đây là một cái thuận lợi và nói chung là nó cũng giúp ích rất nhiều cho các anh em lái xe. Một số chủ phương tiện có xe trên 9 chỗ sản xuất trong vòng 5 năm trở lại đây được giãn chu kỳ đăng kiểm từ 18 lên 24 tháng và chu kỳ sau từ 6 lên 12 tháng, cho rằng rất hợp lòng dân, giúp anh và nhiều người khác tiết kiệm được chi phí, công sức và thời gian. Trước là 1 năm, bây giờ là được 5 rưỡi. Mình thấy thế nào? Em thấy như này là cũng hợp lý hơn, đỡ áp lực hơn. Bởi vì nó giãn thời gian ra thì dân tình nó vẫn đấy mà cũng đỡ tốn kém hơn. Vậy thứ nhất là kinh tế, thứ hai là thời gian. Thông tư 02 phần nào giảm áp lực cho ngành đăng kiểm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giao thông, chính sách mới này là giải pháp lâu dài, chưa thể ngay lập tức cải thiện tình trạng đăng kiểm khó khăn, quá tải như hiện nay. Cái chu kỳ được giãn dài ra thì người dân có lợi rất nhiều. Lúc đấy thì mới thấy rõ được cái hiệu quả của cái thông tư 02. Tổng quát nó sẽ giúp giảm số lượng xe phải đến đăng kiểm tại thời điểm này. Vì những cái xe mà không kinh doanh vận tải, xe sử dụng gia đình không nhất thiết phải đăng kiểm ngay trong thời điểm này, sẽ mở ra cái khung rộng hơn cho các xe kinh doanh vận tải. Và tôi nghĩ đây chính là cái tác dụng lớn nhất của cái chính sách mới này của ngành giao thông. Nhiều chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đăng kiểm tức thời cho các doanh nghiệp vận tải như tiếp tục mở lại những trung tâm đăng kiểm đã đóng cửa, tăng cường nhân lực đăng kiểm viên và cần có chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp vận tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đang đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhằm xóa điểm nghẽn trong đăng kiểm hiện nay. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Quy định hiện hành bắt buộc đăng kiểm viên phải có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Dự thảo nghị định cũng đề xuất mỗi dây chuyền chỉ cần tối thiểu 1 đăng kiểm thay vì 3 như hiện nay để khai thác tối đa năng lực các đơn vị đăng kiểm. Liên quan đến tiến trình điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm ngoái, Điện Kremlin hôm qua tuyên bố Nga sẽ quyết tâm tìm ra thủ phạm đứng sau vụ việc này. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, với những thông tin thu thập được, hiện Nga có đủ căn cứ để khẳng định vụ phá hoại các đường ống dòng chảy phương Bắc đã được thực hiện ở cấp nhà nước. Dữ liệu chỉ ra rằng một hành động khủng bố phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng như vậy không thể được thực hiện nếu không có sự tham gia của các cơ quan đặc biệt cấp nhà nước. Theo giả thuyết, các nước phương Tây đang thực hiện mọi biện pháp có thể để che đậy chủ đề này. Tất nhiên, Nga sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều đó xảy ra. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông tin rằng Mỹ đứng sau các vụ phá hoại trên, song Washington đã bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Nga. Cũng trong ngày 27 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moscow có thể yêu cầu bồi thường liên quan thiệt hại do các vụ nổ trên gây ra. Theo kế hoạch, trong ngày 27 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo, kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về các vụ nổ trên các đường ống dòng chảy phương Bắc. Việc bỏ phiếu dự kiến diễn ra sau 22 giờ, theo giờ Moscow, khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 3, theo giờ Việt Nam. Hôm qua, lực lượng hải quân của Mỹ và Hàn Quốc đã tập trận chung tại vùng biển phía quốc tế, phía nam đảo Jeju. Theo một quan chức hải quân của Hàn Quốc, sự kiện diễn ra trong bối cảnh mối đe dọa từ phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày một gia tăng. Nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Nimitz của Mỹ dẫn đầu đã tham gia tập trận với Hàn Quốc. Lực lượng tàu sân bay dự kiến cập cảng tại một căn cứ hải quân của Seoul ở thành phố Busan vào hôm nay. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông vào sáng thứ Hai. Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, cho rằng đây là bước chuẩn bị để tấn công Triều Tiên. Theo quan chức hai nước, mục tiêu của cuộc tập trận là để cải thiện khả năng răn đe của Mỹ, bao gồm khả năng quân sự, đặc biệt là của các lực lượng hạt nhân, nhằm khống chế các cuộc tấn công nếu có vào các đồng minh của Washington. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Belarus về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, Nga sẽ không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí cho Belarus. Đây sẽ là lần đầu tiên từ giữa thập niên 1990, Moscow triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ của mình. Diễn biến nào đưa đến việc Nga và Belarus đi đến thỏa thuận trên và các bên liên quan đã phản ứng như thế nào với thỏa thuận này? Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị, vũ khí hạt nhân chiến thuật là cụm từ dùng để chỉ những dạng vũ khí được sử dụng nhằm đạt được mục tiêu cụ thể trên chiến trường, chứ không phải là loại phá hủy cấp độ các thành phố lớn trở lên. Hiện vẫn chưa rõ Nga sở hữu bao nhiêu vũ khí hạt nhân chiến thuật. Phát biểu trên đài Russia 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow dự kiến vào đầu tháng 7 tới sẽ hoàn tất việc xây dựng cơ sở đặc biệt dành cho vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow, theo yêu cầu của Minsk, sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus, giống như Mỹ đã làm trên lãnh thổ của các đồng minh. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng không có gì bất thường về điều này. Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ. Họ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ các quốc gia đồng minh, các quốc gia NATO ở châu Âu từ lâu. Và chúng tôi đã đồng ý với Belarus rằng chúng tôi sẽ làm điều tương tự. Không vi phạm, tôi muốn nhấn mạnh điều này. Nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Những tuyên bố trên đây được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga ra tuyên bố chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng không nên khai mào một cuộc chiến hạt nhân bởi sẽ không có bên nào thắng cuộc. Cũng theo Tổng thống Nga, Moscow đã giúp cho các đồng nghiệp Belarus trang bị lại máy bay của họ. 10 chiếc máy bay đã sẵn sàng sử dụng loại vũ khí này. Nga cũng bàn giao cho Belarus hệ thống Iskander nổi tiếng và rất hiệu quả, có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngày 3 tháng 4, chúng tôi sẽ bắt đầu huấn luyện phi hành đoàn. Và vào ngày 1 tháng 7, chúng tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng một kho đặc biệt chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Vì vậy, tất cả những gì Tổng thống Belarus yêu cầu, tất cả những vấn đề ông ấy nêu ra, chúng đang được thực hiện. Và tất cả các thỏa thuận của chúng tôi sẽ đạt được trong tương lai rất gần. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đáp lại kế hoạch cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine của Anh, nói rằng Nga nên cung cấp cho Belarus đạn với uranium thật. Lý do khiến ông Lukashenko phải tuyên bố như trên là do phát ngôn của quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Annabel Gondi rằng họ sẽ cung cấp đạn urani nghèo phóng xạ cho Ukraine bằng cách nào đó có liên quan đến công nghệ hạt nhân. Moscow chỉ trích động thái này là dấu hiệu của sự liều lĩnh tuyệt đối, vô trách nhiệm từ phía London và Washington. Hiện vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai ở Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2021, Nga kêu gọi Washington thu hồi các vũ khí như một phần trong đề xuất an ninh của mình, nhưng Mỹ và NATO đã từ chối. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở 4 quốc gia mới độc lập là Nga, Ukraine, Belarus và Kazakhstan. Vào tháng 5 năm 1992, 4 quốc gia đã đồng ý rằng tất cả vũ khí phải được đặt tại Nga và việc chuyển giao đầu đạn từ Ukraine, Belarus và Kazakhstan đã hoàn tất. Giới phân tích nhận định đây là một trong những tín hiệu cụ thể nhất về hạt nhân kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Về phần mình, các quan chức Ukraine chỉ trích quyết định trên trong bối cảnh xung đột leo thang. Trong khi đó, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Minsk triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ. Tuyên bố của ông Putin về việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là bước đi gây bất ổn nội bộ. Điện Kremlin bắt Belarus làm con tin hạt nhân. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bình luluận trên Twitter hôm 26 tháng 3. Cùng ngày, Mykola Podolyak, trợ lý Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này đã đề xuất một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về thông báo của Nga liên quan tới kế hoạch này. NATO đã lên tiếng chỉ trích Nga vì phát ngôn nguy hiểm và vô trách nhiệm về vấn đề vũ khí hạt nhân. NATO cảnh giác và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trong lập trường hạt nhân của Nga, khiến chúng tôi phải tự điều chỉnh. Việc Nga đề cập đến vấn đề chia sẻ hạt nhân của NATO là hoàn toàn sai lầm. Các đồng minh NATO hành động với sự tôn trọng đầy đủ các cam kết quốc tế. Trong khi đó, Nga liên tục phá vỡ các cam kết kiểm soát vũ khí, gần đây nhất là đình chỉ tham gia hiệp ước START mới, một phát ngôn viên NATO nói. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời xác nhận Washington không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell tuyên bố, khối này sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Minsk triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ. Việc Belarus triển khai vũ khí hạt nhân của Nga là một sự leo thang vô trách nhiệm và là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Ông Borrell cho biết trong một bài đăng trên Twitter ngày 26 tháng 3, Belarus vẫn có thể ngăn chặn điều đó, đó là sự lựa chọn của họ. EU sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt tiếp theo, ông Borrell nhấn mạnh. Belarus đã bị EU và Mỹ trừng phạt rộng rãi kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Busan đã đưa hơn 20 quan chức Belarus vào danh sách đen, loại 5 ngân hàng của quốc gia này khỏi hệ thống SWIFT và áp đặt nhiều hạn chế thương mại. Theo hãng tin AFP, các quan chức Nga nhiều lần khẳng định sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này đối mặt với mối đe dọa tồn vong. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington thì nhận định nguy cơ những căng thẳng hiện nay leo thang thành chiến tranh hạt nhân vẫn ở mức rất thấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trở lại với những thông tin trong nước, kính thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang rất tốt, nhưng tính chủ động của doanh nghiệp của Việt Nam chưa cao trong việc đưa sản phẩm tiếp cận các đối tác ở các thị trường, đặc biệt là những thị trường mới. Sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu là điều khó tránh trong bối cảnh chung hiện nay. Chính vì thế, công tác đánh giá, dự báo nhu cầu của thị trường cần được coi trọng. Lâu nay, đặc sản chè Suối Vàng chỉ được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Muốn mở rộng thêm thị trường mới, các doanh nghiệp đã tham dự các buổi trao đổi thông tin trực tuyến về thị trường ngoài nước với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và Bộ Công Thương thực hiện định kỳ. Mở ra rất là nhiều cái cơ hội, ví dụ chẳng hạn như mình sẽ tìm hiểu được các thị trường ở trên nước, trên thế giới, là những cái thị trường nào mà phù hợp với những cái sản phẩm mà bên mình đang có. Với các ngành xuất khẩu đã có các thị trường truyền thống lâu năm, khi nhu cầu thị trường thế giới có nhiều sự bất ổn, khó đoán định, thì công tác dự báo cực kỳ quan trọng. Tăng cường thêm các công tác về đánh giá và dự báo để các doanh nghiệp có thêm các cái dữ liệu trong vấn đề về cái lựa chọn phân tích thị trường. Và một cái cuối cùng nữa đó là chúng tôi gia tăng thêm các cái hoạt động về xúc tiến thương mại và củng cố được các cái hình ảnh của thủy sản Việt Nam trên các cái kênh truyền thông của chúng tôi. Đi liền với cái việc tiềm năng thì nó sẽ có rất nhiều thách thức, thì các doanh nghiệp sẽ cần có những đơn vị tư vấn thật là chuyên nghiệp và có một cái quá trình khảo sát, đánh giá về mặt thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là về cái mức độ có thể đảm bảo được cái việc mà có thể đưa sản phẩm đấy ra nước ngoài. Thì tôi có một lời khuyên là thứ nhất là hãy tìm đến một đơn vị tư vấn thật là chuyên nghiệp. Cái thứ hai là sẽ tuân thủ tuyệt đối. Cái thứ ba là chúng ta nên có một cái tính cam kết về việc bền vững đối với việc sản phẩm của mình đi ra thị trường nước ngoài. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, việc tìm cơ hội nắm bắt tốt tín hiệu thị trường và tận dụng những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết sẽ là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở ngoài nước, góp phần hỗ trợ cho các địa phương, các doanh nghiệp trong việc khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để mở rộng và đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng cũng như là các mặt hàng xuất nhập khẩu. Chú trọng hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với việc xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống và thương mại hiện đại. Đứng trước khó khăn, thay vì tập trung thị trường truyền thống, doanh nghiệp đã khai thác các thị trường mới, thị trường ngách để có đơn hàng sản xuất mới. Để đảm bảo sản xuất và việc làm, hiện nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm khách hàng và chào bán hàng qua nhiều kênh. Trong đó có sự hỗ trợ tìm hiểu thị trường và kiểm tra thông tin từ các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Mùa hè được xem là mùa bùng nổ du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng. Mới đây, trang Expedia đã công bố danh sách 5 quốc gia được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2023 và Việt Nam đã có tên trong danh sách này. Theo Expedia, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tìm kiếm lớn nhất vào mùa hè năm nay. Các thành phố như Hà Nội có tỷ lệ tìm kiếm và đặt phòng lên tới 298%, Đà Nẵng 439% và thành phố Hồ Chí Minh 219%. Giới thiệu về Việt Nam, Expedia viết, thủ đô Hà Nội của Việt Nam được biết đến là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nhiều kiến trúc thú vị và nền văn hóa hàng thế kỷ. Ngoài ra, Việt Nam còn có đường bờ biển dài với những bãi biển xanh, cát trắng, thiên thời, địa lợi, cảnh sắc hữu tình. Theo Expedia, du khách thế giới sẽ có nhiều khám phá và trải nghiệm tuyệt vời khi du lịch Việt Nam. 4 quốc gia khác trong danh sách này là Nhật Bản, New Zealand, Italia và Pháp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.